xin chào toàn thể anh em hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2024 tức là ngày 17 âm lịch đấy anh em thì cửa hàng chúng em hôm nay mới khai xuân mới bắt đầu khai xuân anh em nhé đấy uh, shop cửa hàng chúng em thì chủ cửa hàng ăn chơi lưu lỏng nên là khai xuân nó hơi muộn nên là các anh em hoàn toàn thông cảm giúp cửa hàng chúng em nha thì hôm nay lại là ngày đầu xuân năm mới cửa hàng chúng em kính chúc anh em một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc anh em nhé hôm nay thì lên cho anh em một lô máy cơ xích toàn là những hàng siêu phẩm hàng nhật bãi đô đi anh em nha đấy và đầu xuân năm mới thì đánh dấu luôn là ký tự là lô chữ a luôn a 1 cho tới a 11 anh em nhá đó chữ a là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái đó thì uh, hôm nay thì có nói chi tiết cho anh em này từng con máy móc ra sao này và có nói rõ tình trạng cây máy như thế nào có báo giá chi tiết cho anh em nha đây đây là cái giá thành của cây máy nha Đây em có cái dán những cái tờ giấy này Giá này thì đã công khai trên video rồi Nên là anh em hoàn toàn yên tâm là đây là giá hàng tô chuẩn luôn anh em nhé Đấy và giá này thì đã bao ship cho anh em tới tận nhà rồi Và tặng kèm cho anh em là một tiếp mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh Đấy là ba món phụ kiện kèm theo và miễn phí ship cho anh em Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em ghi lên cái tờ giấy dán ở trên video này này Đấy anh em không cần mất thêm bất kỳ chi phí phát sinh gì nữa cả Và cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước Nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm anh em nhé Rồi đầu tiên là con A1 <laughs> A1 Con này giá chỉ 1 triệu 600 ngàn Nó là hàng này Nói thật với anh em thì Cái này thì nói chung là giá để cho anh em về Với cái cao bắc nào hoặc là anh em nào mà Cần một chiếc máy cưa xích hạt rẻ Nhu cầu sử dụng ít anh em nhé Đấy nói chung là quan quan trọng đến giá thành đấy ạ thì con này thì nó là hàng máy mới đấy chứ nếu mà anh em mà lựa những con máy bãi này từ con A2 cho tới con A11 thì nó là đây đây là toàn hàng là 100% là hàng Nhật bãi nhá riêng chỉ có duy nhất là con A1 này nó là hàng máy mới đấy thì để cho anh em nhu cầu nào mà về sử dụng ít thì anh em có thể lấy con này để về sử dụng anh em nhé đấy nói chung là hàng này thì nó là hàng tốt nhất trong phân khúc giá hạt rẻ rồi thay vì anh em lựa những con hàng máy bãi ạ thì con này thì nó sử dụng ok hơn bởi vì linh kiện thay thế dễ dàng này và sử dụng ngon hơn còn nếu mà anh em ấy với cái giá thành chỉ một triệu sáu đổ về này thì anh em là lựa những con máy hay nhật bãi ấy, thì chỉ anh em chỉ nhận được những con máy cổ thôi mà con máy cổ ấy ạ à, thì đến hỏng hóc thì không có không có phụ tùng để sửa chữa đâu ạ đấy thì em thay vì em bán những con máy cổ như thế thì em bán những con máy mới như thế này để cho anh em nhu cầu về sử dụng ít anh em nha rồi con này thì công suất là 52 cc Năm của nó là 40 mm con này thì về cho anh em cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình anh em nhé lam của nó thì cực kỳ dài luôn 55 cm phần mặt cắt còn lại là 50 đấy xích này lam mới xích mới luôn này à, xích này là xích 72 xích lớn luôn anh em nha đây lốc là lốc hợp kim nhôm này con này là sử dụng hai ốc chân lam luôn anh em nha hàng này thì nói chung là hàng máy cưa to đấy anh em máy cưa to anh em nha có chụp giật trợ lực cho anh em con này về cho anh em cắt gỗ thoải mái luôn gỗ to gỗ gì cắt được hết cho anh em luôn con này thì về để cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm uh, 40 đến 45 phân, 50 phân có thể cắt được luôn anh em nhá. Con này thì cân nặng cây máy thì chắc là tầm khoảng uh, hơn 6 kg, hơn 6 kg anh em nhá. Rồi, rất rất là nhẹ nhàng và ngon lành luôn anh em nhé hàng tín hiệu Nakata giá 1 triệu 6 bao ship với tận nhà cho anh em nha rồi bắt đầu từ con A2 cho tới con A11 là con máy Nhật Bãi đây anh em đầu tiên là một con máy tay cụt hàng công suất vừa phải hàng hệ máy cưa mini nhỏ gọn anh em nhé đấy để cho anh em về sử dụng gia đình giá 1 triệu 800 ngàn hàng này là hàng của Nhật này Made in Japan này anh em anh em gì đâu Made in Japan này thương hiệu Nakatanaka Công suất 33 jc Nòng của con này thì đường kính là 37mm anh em nha Lam của nó là 35cm Phần mặt cắt còn lại là 30 Con này thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi Đây là một sự xích mới tinh luôn anh em nha Có đúng không sang phụ đầy đủ cho anh em này Màu đỏ này đấy, Con này là hệ màu đỏ luôn anh em nha Màu đỏ là cho may mắn nè anh em Đầu năm thì lấy con này quá là ưng ý rồi đúng không anh em Rồi 1 triệu 000 ngàn anh em nha 1 triệu 800 ngàn cho một con máy cưa xích mini Con này thì để cho anh em nào mẹ cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn Về cho anh em sử dụng cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh Cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 10 đến 15 cm đến 20 cm đổ lại ấy à. Thì con này rất là hợp lý nhá Hoặc là anh em nào mà à, nhu cầu mà hay leo trèo trên cao Muốn cần một chiếc máy cưa xích có thể cầm được một tay Để cắt tỉa cành tỉa nhánh trên cao ấy ạ à. Thì con này sử dụng con này là cực kỳ hợp lý Bởi vì lam của nó thì phần mặt cắt nó có là 30 thôi Đấy nó cũng không dài lắm nên là nó tiết kiệm cho anh em được cái, cái cái cân nặng của cây máy. Cân nặng thì con này chắc tầm khoảng chưa đến 4 kg thôi anh em nhé Quá nhẹ nhàng cho anh em luôn. Rồi qua con A3 tiếp là một con máy cưa xích cũng là hệ tay cụt. Con này thì lam dài hơn con A2 một tí xíu nhá. Lam con này là 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35. Đấy, xích là sử dụng xích chung 91, xích là nguyên zin của nó này, xích vẫn còn dày dặn và to bản nguyên anh em nhá. Đó, làm thì còn nước sơn còn nguyên luôn nhá, chưa hề có bong chóc nước sơn gì cả. A3 giá 1 triệu 900 ngàn Thiệu Tanaka công suất 33cc có núm bơm xăng phụ. Đó. Đây, hàng máy móc, hàng tuyển lựa hàng đẹp luôn anh em nhá, nhìn phần bô này. Bô hầu như chưa có vết hàn gì gì đâu không anh em. Rồi, con này giá 1 triệu 900 ngàn cũng là hệ cơ tay cụt để cho anh em nào mà hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh. Hoặc là anh em nào muốn một chiếc máy cơ xích mini nhỏ gọn thì con này rất là phù hợp và hợp lý anh em nha. Cắt cái khu gỗ đường kính khoảng tầm 10 đến 15 đến 20 cm đổ lại là cùng anh em nha Đấy, con này thì để cho anh em về cắt cành tỉa nhánh đồ lích tinh cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm bằng cái bắp tay hoặc là bằng cái bắp chân đổ lại đi Thì con này rất là tiện lợi luôn anh em nhá. Nhẹ nhàng nhỏ gọn cho anh em người già tầm khoảng 6 7 mấy tuổi cầm đi vẫn có thể làm được luôn anh em nhá. 900 ngàn anh em nha Con A3 1 triệu 9 bao ship với tận nhà cho anh nha Rồi qua con A4 Con A4 này thì nó là giống hệt con A3 Đây hai con thì nó Đều là cùng một mẹ đẻ ra Nó chỉ gọi như là nó thiết kế Cái phần khác đi phần tay cầm đi một tí xíu thôi Nếu mà anh em nào mà cần Một chiếc máy cưa hệ tay dài để chuyên về sử dụng cắt dây đất này Không hay leo trở trên cao Thì anh em uh, lấy con A4 này cũng được anh em nha Con A4 này thì nó là Hệ cũng là hệ cưa nan tananka hàng của nhật bản đấy hai con này thì nó là cùng một mẹ đẻ ra thôi nó hoàn toàn giống nhau nhá về cái phần uh, lõi ở bên trong ấy, thì nó hoàn toàn giống nhau nó chỉ khác mỗi cái phần tay cầm một con là thiết kế tay dài ra như thế này còn một con thì nó là tay cụt đấy nếu mà anh em nào ấy mà sử dụng mà hay leo uh, ở dưới đất đứng ở dưới đất cắt là nhiều anh em nhé thì con a 4 này thì nó là hợp lý cho anh em bởi vì nó cầm nắm được hai tay thì nó thuận tiện hơn anh em đó, một tay nắm ở trên này và một tay cầm để bóp ga. Đó, lam của nó con này là cũng là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Xích sử dụng là xài xích chung 91 luôn anh em nha. Có đúng không sang phụ đầy đủ đây. Giá 2 triệu đồng cho con này anh em nha. Máy móc tình trạng cũng quá đẹp luôn. Đây. Tananka. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên anh em nha. Đó. Ốc thì còn bảy màu nguyên này anh em. Anh em nhìn phần ốc không? Ốc còn vàng ươm luôn anh em nha, không chê điểm gì luôn. Máy móc đẹp tiền lựa luôn anh em nhá. À, làm của nó này Nước sơn hầu như còn nguyên bản luôn anh em nha Đâu Rồi ra test nổ cho anh em nghe qua Đó. <laughs> Rồi qua con A5 con A5 này là cũng là để, để thương hiệu Tananka luôn Nó chỉ gọi như là khác đi cái phần màu thôi anh em Khác đi phần màu thay vì cái màu này thì nó là màu uh, màu đỏ xám đúng không Thì con này nó là phần màu đỏ đen Đấy còn máy móc thì cũng là hoàn toàn giống nhau Con A4 và con A5 nếu mà anh em nào mà không lấy được con A4 ấy không chốt cột kịp con A4 thì có thể chốt con A5 được luôn anh em nhé. Tình trạng máy con này thì cũng quá đẹp luôn cho anh em luôn. Đấy, giá 2 triệu đồng bằng cái con A4 luôn anh em nha. Đấy, cũng là thương hiệu Tanaka Medinjapa Japan này chỉ khác mỗi phần màu còn máy móc tình trạng cũng quá đẹp và có xuất sắc luôn cho anh em luôn đây ốc này vẫn còn ốc bảy màu luôn anh em nha rồi lam con này thì nó là 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 đấy đây, xích thì còn dày dặn và to bản nguyên xích thì nguyên zin của nó luôn anh em nhá đó công suất cũng 33 cc có núm bơm xăng phụ đầy đủ này anh em rồi rất test nổ cho anh em nghe qua con này về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại Nổ rất chỉ là ngon luôn anh em nha nổ rất là ngon lành luôn anh em nhé thương hiệu An K, hàng của Nhật Bản anh em Hàng này là hàng Nhật Bãi đấy ạ Giá 2 triệu đồng cho con A5 này anh em nha Rồi qua con A6 tiếp là một con máy cưa Cũng là thương hiệu tay dài Để cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính Khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại đây Thương hiệu này là thương hiệu Singu Giá cũng 2 triệu đồng cho anh em luôn Bán 3 con bằng giá luôn anh em nhé A4 2 triệu, A5 2 triệu A6 cũng 2 triệu cho anh em luôn Đây thương hiệu Singu Singu anh em nha Đây có đúng không sang phụ đầy đủ lam xin gu này lam còn chữ nguyên này nha xích là sử dụng là xài xích mini xích này thì này u số xích còn như mới luôn anh em nhá Đấy, xích này còn cực kỳ dày dặn và to bản luôn anh em đó xích còn như mới 100 phần trăm luôn rồi con này tình trạng quá đẹp luôn anh em nhá đây u số còn tem mát này quá đẹp này chữ toàn là chữ nhật thôi anh em nhá đó quá vip đúng không anh em con này thì nó chỉ thiếu khác một cái thiếu cái thùng bô này không hề có vết hàn gì gì anh em nha quá đẹp đúng không anh em con này thì hết chê luôn hết nước chấm luôn anh em nha rồi con này cũng 33 cc nòng của nó là 37 mm <laughs> giá 2 triệu đồng anh em nha và cái dòng này toàn là hệ đầy cao nên là phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nhé kiếm phụ tùng thì cả chúng em lúc nào cũng có công cung cấp sẵn cho anh em nên là anh em hoàn toàn yên tâm <laughs> thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại anh em nha. Lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, giá 2 triệu đồng, bao ship đến tận nhà cho anh em. Vâng và bây giờ là qua những con máy mà hàng vip, vip hơn một tí xíu này. Đầu tiên là con A7 là một con máy cưa đến cái hiệu Makita 10E333, cái thương hiệu này nó là thương hiệu quốc dân rồi. Anh em nào mà hay mà sử dụng những cái dụng cụ cầm tay gia đình hoặc là dụng cụ pin nhé thì có lẽ là không còn xa lạ về cái thương hiệu Makita này rất là đúng anh em đấy máy khoan máy hàn máy cắt đồ linh tinh đấy ạ đấy thương hiệu Makita rất là nổi tiếng anh em nha con này thì nó là hàng Nhật bãi <laughs> Makita nhưng mà Makita Nhật bãi anh em nha có oh, chụp giật trợ lực đầy đủ này con này thì đặc biệt có thắng xích anh em nha có thắng xích máy móc tình trạng đẹp vip cho anh em luôn này có núm xăng phụ đầy đủ này lam thì còn nước sơn còn nguyên nha chưa hề có bong chóc gì nha xích là sử dụng xích chung 91 lam của nó là 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 à, chữ Makita còn dập nguyên ở đây này lam xích nguyên zin của nó luôn anh em nha cái này giá 2 triệu 250 ngàn con này thì công suất 33 cc và dòng này là dòng cao cấp bởi vì nó có trục giật trợ lực này có thắng xích đầy đủ cho anh em luôn Đấy, đầy đủ chức năng cho con này công suất 33 cc về cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại tình trạng máy móc quá đẹp luôn anh em nhá đây à, chữ Makita còn nguyên này anh em anh em nhìn thấy chưa máy móc con này thì tình trạng quá vip luôn rồi anh em nha rồi rất tiếp tủ cho anh em nghe qua con này 250 ngàn cho con A7 Qua con A8 là một con máy cưa Echo Curit V3002 Con này thì cả hàng chúng em đang bán xả luôn anh em nhé Đúng giá ra là con này đang cửa hàng chúng em đang bán với cái giá là 2 triệu 600 ngàn Nhưng mà hôm nay cửa hàng chúng em giảm giá bán xả cho anh em luôn Bán xả lấy lại vốn luôn anh em nhé 2 triệu 300 ngàn cho con này Bởi vì con này nó bị gãy mấy cái thanh nan như thế này này đây nó gãy mấy thanh nan này nhưng mà nó không hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhu cầu sử dụng của cây máy anh em nha. Nó chỉ về phần thẩm mỹ nó hơi xấu một tí xíu thôi. Nên là cả hàng chúng em bán xả cho anh em luôn, cho anh em nào nhu cầu không cần thẩm mỹ, chỉ cần máy móc ngon lành là được. Thì hôm nay thì cả hàng chúng em có một con máy Echo Curit V3002 nha. Công suất 34cc, nòng của nó là 38ml. Lam này còn chữ nguyên anh em nhá, chữ Curit, lam xích nguyên zin của nó luôn anh em nha. Lam con này phần mặt cắt là được uh... đây thì em xem nào. Ở phần mặt cắt thì được khoảng 2 găng tay Thì em cũng không Ở đây chắc tổng phần mặt cắt con này nó là 35cm anh em nhá. Đây còn nguyên này đây, Phần mặt cắt 35cm Còn tổng thể độ dài cây lam là 40 anh em nha Con này nó xài hai ốc chân lam luôn anh em nha hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này Đấy thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha Đó Tình trạng máy móc này thì cũng nhìn cũng ưa nhìn và quá xuất sắc luôn anh em nhá. Nó chỉ có nhược điểm duy nhất là nó bị gãy mấy cái thanh nàn ở đây nên là cửa hàng chúng em đang bán xả lấy lại vốn cho anh em luôn còn máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hết anh em nha còn xả áp ở đây đầy đủ này nó ra test đổ cho anh em nghe qua anh em về sử dụng con này thì cắt được khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lại anh em nha. 30 cm đủ lại thì con này xử lý vô tư luôn. Làm của nó dài mặt cắt là 35 cơ mà. Đó. Đây là phần đổ xăng pha nhớt này, đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Tình trạng máy cơ hệ nóng đứng con này thì nếu mà đúng giá là là 2 triệu 6 anh em nhá. Đang xả 2 triệu 3 một cây duy nhất này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cái chúng em. Rồi qua con Echocrit V3005 Con này giá nó là 2 triệu 850 ngàn anh em nha Đấy anh em thấy không Con này V3002 là giá 2 triệu 3 000, Anh em thấy cực kỳ rẻ không? Đây V3005 này Nó chênh nhau chỉ có uh, Con này thì nó chênh nhau chỉ hơn một tí thôi Giá 2 triệu 850 ngàn Đấy con này thì có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em Và làm của nó là làm Latin luôn anh em nha Làm Latin luôn anh em Đấy, xích là xích nguyên zin của nó Xích thì cũng khá là dày dặn và to bạc Đó Làm là tinh luôn anh em nha Làm 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 Đấy, có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em Con này thì công suất của nó là 35cc Con này là 34cc Con này là 35cc Đấy, Con này hao chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 anh em nha Tình trạng máy móc quá đẹp luôn Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em 2 triệu 850 ngàn Có chụp giật trợ lực Ủa rất là ngon Thôi, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đủ lại thì con v 30005 này cắt thoải mái luôn anh em nha. 2 triệu 850 ngàn bao ship với tận nhà cho anh em luôn Có chụp giật trợ lực và máy móc con này thì xài cực kỳ ngon Lam là lam latin luôn anh em nha Lam 40cm phần mặt cắt còn lại là 35 Rồi cuối cùng là có hai con máy cưa Sitin này Sitin đó, hàng của Đức luôn anh em nhé Và dòng này nó là hàng máy bãi Một con là A10 là một con máy đời mới Và một con máy cưa stin 021 là máy đời cũ Hai con giá thành bằng nhau công suất bằng nhau, máy móc y hệt nhau anh em nha. Đấy nó chỉ khác cái phần thiết kế một tí xíu thôi. Con này thì còn núm sang xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh anh em nha. Còn con này thì nó là xài không có núm bơm xăng phụ này. Và ốp lam là ốp lam thường, ốp lam vặn bằng hai ốc. Con này thì có xả áp, con kia thì không có xả áp. Đấy, con hệ đời đầu thì nó thiếu rất là nhiều thứ còn con hệ đời mới này thì nó đầy đủ chức năng hơn cho anh em nha. Nhưng mà giá thành thì em bán bằng nhau hết. Đó. Lam của nó thì lam xích thì nó cũng dài bằng nhau luôn Lam của nó uh, Bao nhiêu đây xem nào làm uh, Lam này thì cũng không biết đấy, Nhưng mà để em đo bằng găng tay nhá đây, Mặt cắt đã được khoảng hai găng tay Đấy anh em thấy không Cái này cũng thế mặt cắt được khoảng hai găng tay Đấy hai con thì lam xích bằng nhau Phần mặt cắt thì khoảng hai găng tay anh em nha Xích sử dụng là xài xích chung 91 đó, A10 giá 3 triệu 8 Con này là một đây, xích này Nhìn như mới luôn anh em nha Đấy Còn cái xích này thì ở xích này thì nó hơi cũ rồi Nếu mà anh em lấy cái con A11 này Thì em đã sẽ thay xích mới vào cho anh em nha Thay cho anh em một sợi xích mới vào Để cho anh em nhu cầu sử dụng ngon lành hơn Rồi anh em ưng một trong hai con này thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em A10 giá 3 triệu 8 A11 giá cũng 3 triệu 8 A11 thì xích nó đã cũ rồi Thì nếu mà anh em lấy cái A11 thì em sẽ thay xích mới vào cho anh em đó, còn cái con còn con A10 này thì xích thì như mới luôn rồi, không cần gì phải lan tan nha. Con A10 thì nó đầy đủ chức năng hơn, có xả áp này, có ốp lan tăng chỉnh xích nhanh này, có núm môn xăng phụ này. Còn cái con A11 nó là hệ đầy đầu thì nó không có mấy cái chức năng đấy, nó chỉ có thắng xích thôi. Cái này thắng xích khóa xích thì còn sử dụng hết ngon lành nha. Rồi, ra test đổ cho anh em nghe qua. lạnh ra rồi giờ nổ con này nha con a 11 thì anh em lấy sẽ được tặng kèm cho anh em thêm một sự sinh mới nữa rồi, Đây, hai con vừa nãy cả hai chúng em đã vừa test nổ rồi anh em nha. Đấy giá thành bằng nhau, con A11 lấy sẽ được tặng kèm thêm một sợi xích mới nữa, còn con A10 thì nó là hàng đầy đủ chức năng cho anh em luôn hai con đều là nòng 40 mm và công suất của con này là 40 cc anh em nha. Đấy nhu cầu về cho anh em khai thác tầm trung anh em nhá. Khai thác tầm trung cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại thì con này xử lý rất là vô tư. Công suất 40 cc nòng 40 mm luôn. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Anh em nào chốt con A10 cũng được và con A11 cũng được anh em nha. Hai con anh em nào thích hệ đời đầu thì có thể chốt con A11. Còn anh em nào thích hệ đời mới thì chốt con A10. Vâng và vừa rồi cả hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 11 con máy cơ xích Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả hàng chúng em ngay để đặt hàng anh em nha Qua đường dây là số điện thoại 0354392929 Sau đó thì em có sử dụng Zalo luôn Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em nhé Xin chào toàn thể anh em